có món quà tặng. Này là sáng mình làm. Dạ. Cái gì vậy anh? Bò bóp thấu. Thấu luôn á. Em bán vé máy bay, không có gì hết, em có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Dạ. Hay là chuyến du lịch ở Đà Lạt có thông tin rồi. Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Em, cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6, 25. Dạ. Bữa nó mấy giờ, rước em mấy giờ? Anh về coi kỹ, ghi rõ. Hai vé luôn đúng không? Dạ, khứ hồi luôn. Có ngày có giờ hết trơn trọi rồi. Thứ 6 mình đi, chủ nhật mình về. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Cơ hội đang tới đó Trà. Tới luôn đi. Nào. Dạ. Thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Anh thấy con gái anh nhát dữ lắm. Em ăn thử món của anh làm. Em dùng luôn hả? Ừ, em ăn thử đi. Em xin phép mọi người. Không. Em xin phép mọi dạ. người em dùng. Ăn đi cưng. Em dùng một mình nha. Cuộc đời bất công thiệt. Nói nó ngay rớp rớp rồi. Lòng tôi cũng xót xa luôn. Sao mốt người chơi lên anh tặng đồ ăn nhớ tặng tôi nha. Tặng cho em. Bên đó có rung không vậy? Bên đây tôi rung lắm luôn rồi nè. Ôi, bên đây thấy ngon coi. À không có gì rung hết, bây giờ giới thiệu về mình coi nè. Dạ em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và tất cả mọi người ở khán phòng. Em tên là Phan Thị Thiên Lý, năm nay em 31 tuổi, em ở Tiền Giang. Hiện tại em đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh bên vé máy bay. Làm đại lý vé máy bay đúng không? Dạ. Tiền Giang là ở đâu vậy Lý? Dạ em ở Cai Lậy ạ. Trời ơi, sát bên anh rồi. Trời ơi, Đồng Hương. Đồng Hương luôn. Giúp chào đỡ Đồng em Hương nha. Dạ. Thiên Lý. Mời chàng trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thanh Trà. Năm nay em 29 tuổi. À. Quê em đến từ Long An ạ. À. Sát bệnh luôn. Em làm nhân viên kinh doanh dạ. Ta 29, dạ mình 31 có ngại không? Đâu dạ. có gì đâu ngại đúng không? Dạ. Bây giờ mình nói chút về ưu khuyết điểm của mình coi nè. Dạ, em ưu điểm của em là người chịu khó ạ. À. Cũng rất là hòa đồng, vui vẻ và biết lắng nghe, độc lập về tài chính, cũng đánh đổi thanh xuân của mình để tạo dựng sự nghiệp, để tạo dựng sự nghiệp, tập trung vào công việc là chính, tập trung cao vào công việc. Trời, dân Tiền Giang ai cũng giỏi hết trơn Vân ơi. Thì tôi có nói gì đâu, tôi biết mà anh Quyền Linh. Bây giờ mình có cái nhược điểm gì không? Dạ có, tính chất công việc em cũng hơi làm, cũng có khi khuya nên là ngủ hơi nhiều, hơi dậy trễ rồi hay quên với tin người á. Có bị giật với máy bay nhiều không? Khó, sao chưa biết hay vậy? Thì tin người là bị giật thôi. Bên kia nói về mình đi nào. Em thì là một người rất là vui vẻ, là dễ đồng cảm với những người bạn của mình. Hơi dở của em là đôi khi em hơi nóng tính một chút xíu. Ai mà nói xấu về gia đình em đi, mà nói xấu trước mặt em thì nếu mà em nghe đó là em sẽ nóng, là em sẽ nóng và em cự, có nghĩa là lớn tiếng lại ở giờ đó liền. Nói xấu gia đình mình ai nóng. Còn nói chung mà cái việc nóng tính á thì sau này khi em làm cái nghề của em là nhân viên kinh doanh á, sau này thì em bớt nóng tính rồi. Tại vì đó, đi làm cái nghề của em thì trước tiên là khách hàng phải luôn luôn đúng trước cái đã. Tình yêu sao rồi? Tình trường của em thì từ chỉ có em có ba mối tình của thời học đi học anh. Học sinh đó hả? Dạ đúng rồi, thời học sinh. Nói chung là mối đầu tiên là năm lớp mấy? Dạ mối đầu tiên là cấp 2 anh. Rồi mấy năm? 2 năm. Mối thứ hai? Mối thứ hai là lớp mấy? 10. Mấy năm? 1 năm. Mối thứ ba? Mối thứ ba là năm lớp 12 anh. 12, mấy năm? 1 năm luôn. Cách 2 năm, 2 năm vậy đó. Mối nào là em yêu, em nhớ nhất, sâu sắc nhất? Nếu mà nói về tình cảm mà sâu sắc nhất thì đương nhiên là tình đầu anh. Nhưng mà thấy có lỗi nhất là có lỗi với cái mối tình thứ hai thôi. Có lỗi gì? Em làm gì có lỗi? Tại vì khi mà em chia tay mối tình thứ nhất, em quen với người thứ hai. Thì đang quen người thứ hai thì vô tình quen biết với người thứ nhất là mới chia tay. Em thì lại chia tay với người thứ hai, em muốn quay lại với người thứ nhất. Thôi thôi. Lộn xộn quá ta. Xong rồi em xong rồi vô cũng không quay lại được với mối tình thứ nhất thì em mới vô tình em nhắn tin nói chuyện qua lại với cái mối tình thứ ba. Cái vô tình thì em nói em thích cô đó thì cô đó cũng vô tình nói ok thôi thì quen được năm nữa. Ông bà ta xưa nói nít quỷ nè, lum tùm la hết trơn.
Rồi cuối cùng rồi kể từ lớp 12 tới giờ thì em vẫn chưa quen ai anh. Ờ được dạ. Hồi xưa có nhiêu nó dồn nó yêu hết rồi. Giờ đâu còn gì nó đâu yêu. Rồi còn mình sao nè, mình nói cho bạn đó bạn nghe coi. Em có hai mối tình. Mối thứ nhất là khi em đi làm bắt đầu được một năm á, thì biết thì xong rồi người ta có gia đình rồi em cũng chấp nhận thôi. À thôi. Dạ. Rồi bỏ đi, bỏ mối tình đó đi. Em nghỉ làm luôn rồi em tự làm luôn tới giờ. À. Em tập trung vào công việc cũng thời gian sau em ổn định rồi em cũng có gặp một người. Nhưng mà khi tìm hiểu biết người ta đã từng có gia đình rồi á, có con riêng nữa nên thấy không phù hợp nên tôi em dừng lại thôi. Trà muốn có người yêu một mẫu hình lý tưởng thế nào nè? Bạn gái chỉ cần chiều cao khoảng 1m50-55 trở lên là được rồi. Ừ. Nói chung là đừng quá ốm thôi. Tự còn em không thích người ốm thôi. Thích người cỡ kia. Chào cưng. Dạ. Chào chị. Nói chung là vừa người đúng không? Dạ đúng rồi. Vừa người, đừng có ốm, đừng có mập, dạ, vừa người thôi. Dạ. Chị ngạc nhiên ghê á. Tại sao em ăn ở không 11 năm lý do tại sao vậy? Từ lúc mà năm 18 tuổi tới giờ thì nó có nhiều cái gọi là trong gai lắm chị. Nói chung là cuộc sống nó hơi gian trưng, xong rồi cái nhiều khi đi làm về đó tiếc như thành một thói quen, cái đi làm về ăn uống rồi nghỉ ngơi, cái em ngủ sáng hôm sau đi làm là tiếp tục công việc tiếp, riết nó lặp đi lặp lại như một cái thói quen luôn. Cũng đã muốn có người yêu lâu lắm rồi nhưng mà không biết là tại sao em chưa gặp được cô gái nào mà cũng chưa có ai làm cho em cảm thấy có nghĩa là rung động. Chết rồi, ông Linh ông hỏi nãy câu trả lời coi chừng đổi hướng đổi chiều đó. Đâu, gió đổi chiều chị, đó. Em hứa luôn, bảo đảm luôn là em thích con hứa luôn con đúng gái. Không? Bảo nãy đảm giờ ông Linh đứng gần em có thấy loạn nhịp tim không? Không. Không phải không? Thấy bình thường, nó có gì đâu chị. Vậy đó chị yên tâm. Chị yên tâm chút. Chị mắc cười là hôm nay anh để cái tóc đẹp quá rồi. Thì đó, đó. Ừ, em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em á nét đẹp giống một cái người mẫu nào đó. Hiện là em đang thích một phụ nữ có cá tính một chút xíu. Ừ. Đừng có quá hiền, bánh bèo hay gì đó. Em không thích. Chắc chắn đây không có rồi, dạ. Ta chủ một cái công ty nhỏ rồi đó ông ơi. Ok, vậy điều yên tâm rồi. Dạ, cho anh đi lên. Ôi, tóc anh đẹp quá. Ôi, tóc anh đẹp quá. Lý không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích người đàn ông không có tính lập trường. Ừ. Không quyết đoán, không có kiểm soát được bản thân. Em thích người đàn ông nhẹ nhàng, lịch sự, chuẩn mực, hướng về gia đình. Thì em là người sống tình cảm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi xong cho hai bên gặp mặt đi ha. Đúng rồi. Long An, Tiền Giang sát bên. Tiền Giang đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ, anh trai với chị. À. Xin chào MC Huyền Linh. Xin chào MC Hồng Vân. Tôi là mẹ của Thiên Lý. Chào cháu bên nhà trai. Chào cô. Ở đây là anh trai thứ ba, còn chị đồng nghiệp của Thiên Lý. Thế cũng hiền. Hiền ha. Yeah. Còn có yêu cầu đàn trai gì không? Không, không có đâu Quyền Linh ơi. Em trai nói nhà em ở đâu? Dạ, con ở Long An bác. Huyện nào? Dạ, con ở huyện Thủ Thừa. Thiên Lý thì nó có nhà cửa thành phố hết rồi. Giờ đâu? Con gì trên đây ở được không? Con thì sao cũng được, nhưng mà một tuần thì ví dụ như con làm ở Long An thì một tuần con hay về Long An lắm. Lý có nhà riêng rồi, về ở rể được không á? Cái đó là không ở rể đâu, hai đứa tự. Ở riêng, nhà riêng của Lý. Nhà riêng luôn, không có ở rể. Nhà của mình ở dưới thị xã, cả lại mà Quyền Linh. Trời, ngon đâu quá. Đâu có ở đây đâu. Nhưng dạ được cô. Được. Dạ. Anh ba, này anh ba có ý kiến gì không anh ba? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân với chào khán giả, chào mọi người, chào nhà trai bên kia. Em chào anh. Mình là anh thứ ba của Lý. Nói chung anh thấy em cũng hiền, cũng thật thà. Còn phần sau là phần phấn đấu của mình thôi. Dạ. Chứ anh cũng không nói nhiều hơn. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi. Em đi với ai Trà? Dạ, em đi với anh của em anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Rồi, chào em trai. Này em lên hỗ trợ tinh thần cho thằng em cô đơn quá lâu rồi. Em cũng xúi nữa đăng ký cái chương trình này á. 11 năm mà, dạ. Mà quá. Anh thấy thì em gái bên đây cũng dễ thương. Thiệt thà, nói chung là miền Tây là thích rồi đó. Hy vọng hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến đến xa hơn. Rồi, cảm ơn nhà trai. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu tâm sự nha Trà nha. Nào, cố gắng lên. Mở rào. Anh có món quà tặng. Này là sáng mình làm. Dạ. Cái gì vậy anh? Bò bóp thấu. Thấu luôn á. Em bán vé máy bay, không có gì hết, em có vé máy bay tặng anh. Trời ơi, tặng vé máy bay luôn rồi Linh. Hay là chuyến du lịch ở Đà Lạt có thông tin rồi. Đà Lạt hả em? Tháng sau mình đi luôn được không? Tháng
này rồi. Tháng này luôn hả? Dạ. Yeah. Cái vé này chỉ có em đổi được thôi, anh không đổi được ở bất cứ nơi nào nha anh. Ngày thứ 6, 25. Dạ. Bữa nay mấy giờ, rước em mấy giờ? Anh về coi kỹ, ghi rõ. Hai vé luôn đúng không? Dạ, cứ hồi luôn. Có ngày có giờ hết trơn trọi rồi. Thứ 6 mình đi, chủ nhật mình về. Thì đúng rồi. Thì đúng rồi. Cơ hội đang tới đó trà. Tới luôn đi. Nào. Dạ. Thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Ừ, anh thấy con gái anh nhát dữ lắm. Ừ, em ăn thử món của anh làm. Em dùng luôn hả? Ừ, em ăn thử đi. Em xin phép mọi người. Không. Em xin phép mọi dạ. người em dùng. Ăn đi cưng. Em dùng một mình nha. Thiệt đời bất công thiệt. Nói nó ngay rớp rớp rồi. Lòng tôi cũng xót xa luôn. Sao mốt người chơi lên tặng đồ ăn nhớ tặng tôi nha. Tặng rất là giòn á anh. Trời ơi. Rồi bò rất là mềm, vừa vô miệng là nó muốn tan luôn á. Trời ơi. Gỏi là chuối nữa, giòn, rất là thơm, ngọt. Trời, ngọt, chua chua, mặn mặn. Nói chung là vừa, hài hòa. Nói chung thì anh thích là nấu đồ ăn. Thường xuyên cũng hay tụ tập với nấu đồ ăn cho bạn bè. Nhưng mà giờ hết muốn nấu cho mấy bạn ăn rồi. Dạ. Anh muốn kia. Giờ muốn nấu cho ai nói luôn đi. Hôm nay thì em sẽ muốn nấu cho Lý ăn. Anh cho ăn mà anh không cho uống. Chỉ ăn chút răng hay mà chung ăn gỏi. Ngon quá nè. Vậy anh quên chứ không anh pha cho em đi trà đào nữa rồi. Tao tặng gỏi tao phải tặng trà đào hay là sinh tố này kia chứ. Ủa anh trà anh đang làm việc ở đâu ạ? Anh làm ở quận 4 em. Em thấy anh như thế nào? Anh như thế này là được rồi. Anh như thế này là được rồi. À, về phân công bán vé máy bay luôn đi. Anh thấy em như thế nào? Anh thì đúng như anh cái mẫu người mà anh thích là nó hơi tròn tròn một xíu, nó không quá ốm. Em mới giảm cân. Thấy cái giọng nói của em nghe nó rất là êm tai. Yeah. Em đính chính nha, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Yeah, anh nhỏ hơn em 2 tuổi luôn hả? Trà có ngại không? Dạ không chị. Cứ anh em bình thường cho chị. Anh nhỏ gì dân anh còn kêu chị dân bằng em mà. Nếu mà em biết tuổi trước á thì em kêu em rồi đó. Ừ. Nhưng mà nhìn cái mặt thì kêu anh được. Anh nói chung anh đen là do anh giang nắng thôi em, chứ không có gì đâu. Em nhìn anh thấy cái sự trưởng thành, chững chạc của người đàn ông trong đó. Mặn mà. Không, anh đàn ông mà. À. Em thì em ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Thì anh cũng ở Sài Gòn nguyên tuần. Thì mình có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào mà em muốn. Được anh. Còn ví dụ như cuối tuần đi. Cuối tuần ví dụ như em muốn đi về về với mẹ hay đi đâu thì anh có thể chở em đi. Được anh. Vậy mình bấm luôn đi. Trời ơi. Chưa. Rồi bây giờ em tiến tới bên cô gái kìa. Nắm tay cô gái. Rồi hát tặng cô ấy một bài. Đó, thấy chưa? Sau này ví dụ như anh không có thể, ví dụ anh không cho em được nhà cao hay cửa rộng gì đó đi. Xe gì sang á, anh không có. Có thể anh không có làm được nhiều được tính như vậy. Nhưng mà anh chỉ hứa là anh sẽ làm lúc nào em cũng cười. Như hôm nay khi em ăn cái món của anh mà em cười á. Cảm ơn anh. Hát bài gì cho cô gái ấy cười đi. Trà. Nhiều lần ngập ngừng muốn ngồi. Tiếng yêu đương sao không thành câu. Sợ rằng đường về không còn xa. Để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trầm nhìn em thân lâu. Nét thơ ngây chưa vương sầu lấy. Nắng đêm từ ngàn muôn ánh sao. Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Thôi anh hát tới đây thôi được rồi. Thì đáp lại đi bài nào. Dạ. Có hai câu rap nhỏ nhỏ. Em bắt đầu nha. Bài là tình yêu màu nắng. Dạ. Ai mặt nọng lái lai, nọng lái lai. Ai
ai mặt nõng lấy đầu, nõng lấy đầu. Em vô nha. Là tên của anh là nắng, để em được là mây trắng, bên anh quấn quýt mây chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời, nơi nào xa xôi, màn đêm tối ai dâng lối em, để gần anh mãi. Đừng bấm vì tất cả điều gì các bạn nha. Nào, 1, 2, 3. Hết thời gian. Thôi, ôi đó, bấm mà hơi đi nữa, dễ sợ quá. Nhưng anh Kinh, nắm tay nhau, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bây giờ sẵn đà gì xin phép luôn Lý cho anh hung cái đi. Muốn hôn đầu tiên cho anh hung. Cố gắng lên nha. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha.